Xin chào anh em, em sẽ gửi đến cho anh em đó chính là cách kiếm git code liên quan đến Liên Quân và review trải nghiệm sau 1 năm sử dụng điện thoại chơi game làm YouTube của Ad ra sao nhá, tại vì nhiều anh em cứ hỏi quá. Ok, đằng sau của mình là rất là nhiều gói Bim Bim OC và đây là các thẻ của OC. Anh em đợi cho Ad vài giây để mà quảng cáo tí nhá. Giới thiệu cho anh em đó chính là Bim Bim OC X Liên Quân. Tìm ra anh em thấy được rằng ở đây có một cái git code. Git code từ Emery, số thẻ bài của Zuka, nói chung là nhiều lắm anh em. Đây, rất là nhiều thẻ OC, bây giờ mình nhập cái git code OC vào ha. Uầy, sao chẳng thấy động tính gì ta. Cái gì này, rương Ruby và cộng 5 điểm ạ. What? Thế đây lại còn quả cái git code để nhận Ruby nữa hả trời. Chích 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 chích. Xem chúng ta được cái gì nha anh em. Một cái git code thứ hai. Đây là thanh thẻ của Anette. Ôi sao lâu vậy ta? Nhanh nào, nhanh nào. Thánh thẻ Anette. Tôi cộng muốn 5 điểm ạ. Tại vì nhiều anh em kêu bảo là Ad ơi, hãy thử test cái code của OC xem là được gì nhiều để anh em còn biết để mà tham gia. Mới được 3 điểm thôi ạ. Và thẻ tiếp theo của chúng ta, ui, lại rương Ruby đấy ạ. Code đây anh em, code Ruby cho anh em này. Trời ơi, anh em cần Ruby để nạp vào nhé. Chữ S là 40.000 Ruby rồi. Dùng mã chết lâu ta. Đây là tất cả các thẻ bài nha anh em, tất cả thẻ bài của Liên Quân. Ui lại được lương Ruby và các kiểu ạ. Hiện tại Ad có điểm tháng 10 là 18, cùng xem là tổng cộng nhiêu nhá. Điểm 23, hạn tuần là 30.000. trời ơi, mất bao nhiêu bim bim của mình mà bây giờ mới được có hạng 30.000 ạ. Thế thì khi nào mới nhận được Pro Max đây? May mình Pro Max mình có rồi nhá. Pro Max đâu nhỉ? Đây, may mà Pro Max mình có rồi. Đồng hồ Samsung thì không có. Đồng hồ Samsung không có nhưng mà có Apple Series 5 tạm rồi anh em ạ. Gói phun tướng thì ngọc, nick của mình phun tướng phun ngọc rồi. Thẻ nạp điện thoại 20k thì không có, tại vì chả bao giờ nạp 20k cả. Nói chung là test xong cho anh em rồi đấy. Đừng quên mua Bim OC và tham gia nhá. Git code. Đó anh em. Vừa rồi em vừa giới thiệu cho anh em đó chính là chiếc điện thoại mà em thường vận dụng để mà làm quay video và làm YouTube cho anh em suốt 1 năm vừa qua. Đó chính là chiếc iPhone 11 Pro Max. Ngoài ra em còn sử dụng thêm đó chính là chiếc iPhone 8 Plus nhá. Đó là hai chiếc điện thoại theo em là sử dụng tối ưu nhất hiện nay để các bạn chơi game ở mức giá tầm trung và cao. Ngoài ra em sẽ gửi đến cho anh em một vị tướng mà em rất là tâm đắc hiện nay, đó chính là Zone là một con bài. Nó có khả năng bắn cái lượng sát thương theo thời gian cực kỳ bá đạo và một cái lượng sát thương chuẩn khổng lồ, khiến các vị tướng châu bò, kể cả là Omen, Mina, Arthur đều phải ngáp ngoài nha anh em. Chứ cái bọn màu giấy đấy ạ, không tính tiền luôn, bắn chí mạng, tung tóe, chi chóe. Về cái cảm nhận đầu tiên và một chút gợi ý cho anh em khi mà mua cái điện thoại chơi game đấy ạ. Đầu tiên các bạn cần phải biết về giá trước. Nhiều anh em khi mà mua điện thoại chơi game đấy ạ, cứ thích gọi là đồ đập hộp. Nhưng mà Ad bật mí cho anh em là trong suốt 12 năm chơi game liên tục của Ad đấy ạ, Ad toàn sử dụng điện thoại đã qua sử dụng thôi. Tại vì Ad có ông anh trai chuyên sửa chữa điện thoại ấy, thì toàn là dùng đồ 90%, đồ đã được người ta sử dụng một thời gian, sau đấy mua lại với cái giá nó rẻ và phải chăng hơn, và đều dùng tốt sau 2-3 năm. Đương nhiên nếu bạn không phải là người có mối quan hệ rộng để mà biết được đâu là chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt, tránh bị xào nấu phụ kiện các kiểu đấy, đồ dựng các kiểu, thì hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn các điện thoại dòng của iPhone từ iPhone 7 đi. Thực ra thì iPhone nó giá khá là cao đối với anh em nào mà chưa điều kiện kinh tế. Thì các bạn thì đa phần là mượn điện thoại của bố mẹ để chơi, hoặc là bố mẹ sắm cho, nhưng mà chủ yếu là các điện thoại Android. Theo Ad thì cái dòng của Xiaomi là Ad thấy là chơi game rất là ghê rồi. Tâm đắc từ 3-4 năm nay toàn là Xiaomi thôi. Úi trời ơi, anh em thấy không ạ, Zone nó cứ sấy thế này có phải tuyệt vời không đúng nào. Mỗi tội là nó dùng hơi bị nhiều năng lượng nhá. Nên khi mà Zone hết năng lượng đấy ạ, thì các bạn nhớ về để mà gọi là tham thêm cho nó thoải mái. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải dọn cái tân lính này. Anh em đi đường đấy ạ, mà các bạn chỉ cần bỏ qua việc dọn một tân lính thôi là có thể bị các tên đồng đội của mình gọi là trợ giúp farm ngay. Nên các bạn phải lưu ý điều đó nhá.
farm xong chúng ta về hồi phục năng lượng, nhưng mà trước khi về đấy, nếu có thể thì nhớ farm hết sạch thằng xanh trước. Còn iPhone 8 Plus đấy ạ, đã đi theo S từ khi S live stream thường xuyên. Dạo trước thì S live stream rất là nhiều, còn dạo này S bận quá anh em ạ, thực sự luôn. Bận dã man luôn đấy, không thể live stream của anh em để mà giao lưu được. Nên S đang rất là chờ mong đợi khi nào có thể rảnh rang một chút để mà giao lưu với anh em đây. Ôi trời ơi, mình có vẻ đến hơi chậm rồi anh em ạ. Đến hơi chậm rồi nha, lỗi quá. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Pew, bắt chiến bắt thắng. Ôi trời ơi, một chút nữa thôi anh em ạ. Anh em xem xong video này của S thì đừng quên xem trận đấu của Frat Team với lại team nào nhỉ? Em tự dưng lại quên mất, chút xem lại sau. Rồi anh em xem tôi spam chiêu đấy ạ. Trời ơi, Murad ạ. Murad vào ăn ngay quả cơm lặng của thằng Grack. Thế là hết tong cái chiêu 1 rồi. Toang. Không thể về được. Thôi về luôn anh em ơi, hết năng lượng mất rồi. Khi mà đánh vị thường zone này đấy ạ, thì S đã thường lên cho mình đó chính là cái bảng ngọc 36% sáng chính mạng. Thói quen rồi anh em, tại vì S đa phần là mấy con tướng đánh lết đấy ạ, thì thường lên cái... Ôi dồi ôi, chậm chậm các bạn ơi. Thì thường lên cái bảng ngọc đó, và sau đó lên cho mình 4 cái găng để mà tối ưu cái lượng tỷ lệ chính mạng của mình có thể gây ra. Còn iPhone 8 đấy ạ, thì S live stream này, S vừa đánh vừa sạc này, rồi ép các kiểu con là điều luôn anh em. Bây giờ là sau 1 năm sử dụng đấy ạ, nó còn đúng 85% pin luôn. Tức là khi mà pin của iPhone xuống đến 80% đấy ạ, thì theo lời khuyên của S dành cho anh em là con iPhone nào giá rẻ về pin ạ thì đổi đi. Thật thì đổi đi để mà chúng ta có thể tối ưu cái hiệu suất. Còn là con 11 đấy ạ, năm ngoái thì S vừa mua xong thì S có sử dụng liên tục, nhưng mà được cái con 11 Pro Max đấy ạ, nó pin rất là trâu. Và S có giới thiệu đến anh em ở cái đoạn hit code đấy ạ. Thì có hit code để mà nhận là iPhone 11 Pro Max này, rồi đồng hồ Samsung các kiểu. Thì S có phân nửa rồi, mỗi tội là thẻ card Garena 20k thì không có thôi. Chứ sau các video làm top 5 đấy thì anh em đều có rồi đúng không nào. Quên mất, nếu làm về zone thì đương nhiên là phải có trang bị và bảng ngọc về zone cho anh em rồi đúng không nào. Góc trái mình nha anh em ở trong video này. Và anh em chơi zone đấy, anh em có hai sự chọn nâng chiêu. Nâng mắc chiêu 1 các bạn sẽ có thời gian hồi chiêu 1 liên tục hơn. Nhưng mắc chiêu 2 anh em khả năng khép góc và xả chiêu ở sau tranh. Nó khá là hiệu quả ở chiêu 2, càn ra tranh và khiến kẻ địch phải nản lòng nhá. Chơi rồi đấy anh em cứ phải có thể là tích nội tại trước chứ vào tranh bằng cách này. Đấy, bắn thế thôi anh em. Tích nội tại không tốn năng lượng ạ. Còn khi các bạn ép trụ đấy, các bạn có thể xả chiêu ra để mà có thể ép vào công trụ một cách nhanh nhất. Chúng ta ưu tiên đương nhiên là bắn trụ rồi. Và cái lượng sát chuẩn chúng ta có thể gây ra đó chính là lên tướng. Tỷ lệ chí mạng càng cao, sát thương chuẩn nổ chí mạng càng đáng gờm. Đó là lý do vì sao mà zone lại nguy hiểm như vậy, kể cả các vị tướng mao giấy và cả các vị tướng châu bò tanker. Nói chung là thằng nào để chơi anh em ạ. Đương nhiên chiêu cuối của zone chúng ta có thể vận dụng như là một cái khả năng dò đường. Chiếc xe mà kẻ địch ăn bùa này chưa, hay là kẻ địch đang ăn tà thần, kẻ địch đang ăn rồng các kiểu. Phun, ôi trời ơi anh em ơi, sát chuẩn nó nổ tanh tách lên các bạn. Sát thương chuẩn nó không thể to được bằng của cái thằng Hayate, nhưng mà cái lượng nổ và cái tần suất liên tục của anh em của nó cứ gọi là đỉnh cao luôn. Từ từ nhá, hết tự dưng hết mất chiều. Úi thôi ôi anh em thấy không ạ, cái lượng sát thương chuẩn liên tục xả như mưa luôn đấy, người ta gọi là mưa tên đó anh em, xả như mưa luôn ạ. Úi giời ơi, chạy kìa. Và nhớ là chiêu cuối của zone bắn cả sát thương vật lý và cả sát thương chuẩn nhá, chứ không phải là chỉ có một loại thôi đâu. Thành ra như ông cứ bảo là chơi zone thằng kia nó lên kiếm Muramasa, sai, què nhòe, vớ vẩn. Sai đâu mà sai anh em, nên đúng nhá, không phải sai đâu. Tại vì cái lượng sát thương chuẩn ấy chúng ta chỉ có thể bắn lên tướng thôi. Còn khi các bạn phá trụ, các bạn ăn lính quái, farm lính quái đấy, nó vẫn liên quan đến cái lượng sát thương vật lý mà anh em có. Vậy nên các bạn đừng có lạ về việc nếu mà zone lên cả đồ xuyên giáp nhá, ok. Zone là vị tướng rất là hợp với tại hiện tại, nhưng mà điều kiện tiên quyết của zone chính là phải được bảo kê. Thành ra là anh em đi đánh đơn ấy, thì thường ưu tiên pick Hayate nhiều hơn, tại vì Hayate là có thể tự lo tự xử được anh em. Thì nó phải khác chứ, một con cần bảo kê với cái lượng sát thương dồi dào, nó đương nhiên phải mạnh hơn một vị tướng có thể tự lo bản thân với cái lượng sát thương khá đáng gờm nhưng thì bạo trùm và diện động khủng bố như kiểu của zone được. Trừ chiêu cuối con Hayate thì nó đúng là đáng gờm đấy, nhưng mà đương nhiên là nó có yếu điểm của nó. Và chúng ta có thể là phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu nha anh em. Ok, quay trở lại về các vấn đề điện thoại đi. Nhiều anh em cứ hỏi là S ơi,
nên sử dụng điện thoại gì bây giờ? Anh S không thể trả lời câu hỏi đó cho anh em được. Nếu mà hồi S là sinh viên đấy ạ, tức là sinh viên chưa làm về YouTube, chưa kiếm ra là cái đồng nào để mà đam mê với game đấy ạ, thì khi đó S sẽ lựa chọn con điện thoại đầu tiên của S ạ, là con điện thoại Android. Đó chính là của Sky, một cái hãng điện thoại đã mất tích khỏi Việt Nam từ lâu, của Hàn Quốc nha anh em, dùng bền lắm luôn ấy, cày bao nhiêu tựa game của S từ cái hồi sinh viên rồi. Sau đó là S lại tiếp tục sử dụng một cái con Android khác mà S không nhớ tên rồi, như là Z7 Bright hay sao ấy. Đây là con điện thoại của mẹ S. Đấy, lúc đấy là phải cầm điện thoại mà chơi. Và sau cùng là do S làm YouTube mà lại không có tiền để mà mua điện thoại ngon để làm. Thành ra lúc S làm YouTube ấy, thì S lại sử dụng cái giả lập ở trên máy tính để chơi. Đấy, nói chung là một cái hành trình. Sau đó S mua con iPhone X khi nó mới ra để mà chơi game. Nhưng mà S nhận ra là con iPhone X kia chơi game như quần què anh em. Sau đó S nhận ra là phải mua cái con iPhone 8 Plus để chơi. Và S nhận ra chân lý là iPhone 8 Plus nó ngon thật, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đấy thì con 11 nó ngon hơn. Đấy, đó là lý do vì sao mà hiện tại mặc dù iPhone 11 đã chuẩn bị được đưa vào giải để cho anh em game thủ chơi, nhưng mà bây giờ hiện tại là gặp một chút sự cố nên hiện tại vẫn là chơi con 8 Plus nha anh em. Nhưng mà nếu các bạn nào có điều kiện đấy ạ, ở bên Android anh nghĩ là có rất là nhiều phone gaming rất là ngon và rất là nhiều sự chọn cho anh em. Còn bên iPhone thì S đã ưu tiên cho anh em hai con, đó chính là con 8 Plus và con 11 Pro Max nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này nhá. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, ví dụ như là muốn S giới thiệu về cách làm YouTube của S chẳng hạn, biết đâu lại hợp với anh em đúng không nào? Ok, anh em sẽ trở thành một YouTuber tương lai của nhiều tựa game khác nhau. Đấy, nên là các bạn cứ comment video đi. Hay là cuối tuần này S làm cho anh em một cái video về cách làm YouTube trên điện thoại nhỉ? Anh em nào thích thì đừng quên comment video nhá, em sẽ thực hiện cho anh em sau. Ok, bye bye anh em, và anh em đừng quên mua RC để mà kiếm cái gift code giống em nhá, biết đâu được chúng ta có iPhone Pro Max đấy. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho em một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.